Robot từ lâu đã trở thành một xu hướng nghiên cứu của những người đam mê khoa học công nghệ bởi khả năng tự động hóa, thực hiện các thao tác chính xác, tốc độ cao thay thế con người. Chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi có thể nghe thấy những thanh âm trong trẻo của một bài hát quen thuộc phát ra từ chiếc đàn organ, lại không phải do một nghệ sĩ nào biểu diễn, mà được thực hiện bởi những ngón tay của một con robot tự động được lập trình sẵn. Robot từ lâu trở thành một xu hướng nghiên cứu của những người đam mê khoa học công nghệ bởi khả năng tự động hóa thực hiện các thao tác chính xác, tốc độ cao, thay thế con người. Chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi có thể nghe thấy những thanh âm trong trẻo của một bài hát quen thuộc phát ra từ chiếc đàn organ, lại không phải do một nghệ sĩ nào biểu diễn mà được thực hiện bởi những ngón tay của một con robot tự động được lập trình sẵn. Đó chính là sản phẩm Robot Playing Organ do nhóm sinh viên và giảng viên trường cao đẳng Viettronics tại Hải Phòng nghiên cứu, chế tạo thành công chỉ trong vòng 4 tháng bắt tay chế tạo. Xuất phát từ niềm đam mê âm nhạc cộng với việc nghiên cứu về chuyên ngành tự động hóa, giảng viên Đào Quang Khanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng tự động hóa AutoCAD đã nảy sinh ý tưởng chế tạo con robot có khả năng đánh đàn với những bản nhạc được lập trình. Nhìn bên ngoài, robot đánh đàn này khá đơn giản với các linh kiện thiết bị sẵn có, gồm một đàn organ, hai bàn tay mô phỏng bàn tay của người được làm từ nhựa PVC cứng có khả năng chịu lực và độ bền cơ học cao, hai hệ thống điều khiển vị trí thông thường dùng để gắn hai bàn tay mô phỏng, hệ thống dây trượt tĩnh tiến bằng bi và dây đai răng cao su giúp bàn tay của robot chuyển động một cách nhịp nhàng khi di chuyển. Để hoàn thiện con robot này, nhóm sinh viên và giảng viên phải mất hơn 3 tháng nghiên cứu thiết kế trên máy tính và tìm mua thiết bị ở chợ sắt Hải Phòng. Điểm khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian nhất chính là việc lập trình, chuyển đổi các nốt nhạc trong bài hát để robot có thể chơi được. Bộ phận được coi như não bộ xử lý thông tin và thực hiện các thao tác khi nhận lệnh chính là bộ hộp nhỏ có gắn bo mạch vi xử lý tạo nên từ các con chip điện tử. Khó khăn nhất là tới đây là công đoạn cuối cùng, làm thế nào để cho đàn nó đánh được các cái bản nhạc, chơi được các bản nhạc theo đúng cái ý của mình. Thế việc soạn một cái bản nhạc thì nó rất là phức tạp. Thứ nhất là mình phải về nhạc lý thì mình phải nắm được về cách chuyển gam, cao độ phải giữ chính xác, chuyển gam đúng tông vân vân. Thì cái việc đó thì phải cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt là chúng tôi phải ngoài có cái phần nhạc lý sẵn có chúng tôi, hoặc là những cái bản nhạc sẵn có chúng tôi lại phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần của các cái bài hát hay là những cái nghệ sĩ người ta chơi nhạc ấy. Thì nghe đi nghe lại rất nhiều lần để cảm nhận cái cảm hứng của họ trong các bài hát, sau đó lại truyền trở lại cái cục chặt, bắt đầu lên kế hoạch lập cái chương trình truyền trở lại cho đàn nó chơi lại đúng cái bản nhạc như vậy. Robot Playing Organ hoạt động nhờ nguồn điện và kết nối với máy tính điều khiển. Điểm đặc biệt là robot có thể hoạt động trong hai trạng thái khác nhau, có thể chơi một tay hoặc cả hai tay cùng một lúc. Hiện robot vẫn đang trong quá trình được cải tiến nhằm cải thiện khả năng di chuyển, đáp ứng khả năng uyển chuyển như một người nghệ sĩ thực thụ khi chơi một bản nhạc cụ thể. Việc làm rất là mới, được áp dụng các việc học tập kiến thức của mình vào làm và công nghệ sáng tạo. Từ đó thì khi em nâng cao được cái kiến thức của mình, áp dụng vào thực tiễn sau này, em mong muốn giống đánh đàn này được làm áp dụng nhiều thực tiễn. Khó khăn trong việc là mình tìm kiếm nguyên vật liệu ấy, như động cơ để làm sao mà phù hợp chạy về từng khớp chuyển động của ngón tay này, và bộ khiển là gồm những cái IC bộ khiển, tìm cái thiết bị phải tin độ tin cậy cao, độ chính xác, và nó phải phù hợp với động cơ, nên mình tìm phải những động cơ nó phải có sự ăn khớp với nhau trong từng chuyển động của từng ngón tay. Ngày thử nghiệm, những thanh âm từ bài hát Thành phố hoa phượng đỏ và Đi học phát ra một cách trong trẻo như đi vào lòng người, khiến thầy trò mừng rỡ vì bước đầu thành công. Đó cũng là thành quả sau nhiều tháng mày mò nghiên cứu khoa học công nghệ để làm ra một con robot có thể đánh đàn theo đúng ý tưởng đề ra. Đôi bàn tay robot hoạt động nhịp nhàng trên những phím đàn organ đã phần nào khẳng định giá trị khoa học, công nghệ, thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo không ngừng của những giảng viên, sinh viên trẻ. Hiện nay, nếu được lập trình thì robot vẫn có thể đánh bất cứ bài hát nào và còn có thể kết hợp với các nhạc công khác, các loại đàn khác như đàn guitar, kèn. Trong thời gian tới, robot này cũng sẽ trở thành mô hình phục vụ giảng dạy cho các sinh viên trong trường cao đẳng Viettronics để nghiên cứu sâu hơn công nghệ robot hiện đại,